Chào mừng bà con đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty Thế giới cây giống chi nhánh Cây Lại. Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ với bà con về cái giống nhãn Hồng Phúc hay còn gọi là nhãn siêu trái. Và loại nhãn này xuất hiện cách đây vài năm rồi, nhưng mà hiện tại thì nó rộ lên tin đồn là nhãn này năng suất cao, giá thành ổn định, nên bà con bắt đầu tìm mua trồng lại cái giống nhãn siêu trái Hồng Phúc này nha bà con. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với bà con về cái cây giống bên mình, cách chọn cây giống. Và điều đặc biệt của đối với cái nhãn Hồng Phúc siêu trái này là thứ nhất là bề ngoài của nó bà con thấy gần giống như nhãn Ido, nhưng thực ra đây không phải là nhãn Ido nha bà con. Và điểm đặc biệt của giống nhãn này là nó sẽ tự đậu trái, không cần phải xử lý nha bà con. Điều mà bà con nào mà chưa biết kỹ thuật trồng á, thì rất là thích ha. Đây thêm một cái ưu điểm cho cái giống nhãn siêu trái này. Ngoài ra đối với cái giống nhãn siêu trái Hồng Phúc thì nhắc tên thì bà con đã biết rồi, thì năng suất của nó khá là cao. Ước tính thì một chùm trưởng thành của nó khi gần chín nó gần là khoảng 2 kg nha bà con, rất là nhiều trái luôn. Mà khi trái đã nhiều như thế thì cái trọng lượng trái một trái nó sẽ nhỏ hơn so với nhãn xuồng và giống thanh nhãn bà con, tại vì một chùm mà nó mang rất là nhiều trái thì trái nó sẽ nhỏ, chứ mà không thể nào mà mang một lúc quá nhiều trái mà trái bự được ha bà con. Rồi bây giờ mình sẽ quay cây giống cho bà con xem ha. Đây là lô cây giống mình mới về nè, nhãn Hồng Phúc, nhãn siêu trái. Và cây thì bên mình được nhân giống bằng phương pháp ghép. Mình sẽ chọn bất kỳ một cây cho bà con xem. Đây, chọn cây này đi. Đây, nó được 2 nhánh nha. Đây là cây ghép nha bà con. Và khi mà về cửa hàng á thì mình có cái tem là nhãn Hồng Phúc như thế này. Bên Thế giới cây giống có địa chỉ cơ sở của mình luôn. Và đây mắt ghép của nó nha bà con. Này, khi mà bà con chuẩn bị trồng á, mà thấy mắt ghép như thế này á, thì có nhiều bà con hay hỏi mình là có nên phải tháo mắt ghép hay không. Thì đây thì mình vẫn tháo được, nhưng mà mình phải hạn chế tưới nước vào cái mắt ghép và không được lấp đất vào mắt ghép nha bà con. Thì mắt ghép thì thật ra thì mắt ghép nó đã lành hẳn rồi, nhưng mà mình an toàn hơn thì đừng có lấp đất vào mắt ghép. Chúng ta chỉ lấp đất ngang mặt bầu như thế này thôi ha. Đây mình sẽ quay cái cây mình vừa tháo cái mắt ghép ra cho bà con. Đây là dây quấn nè. Đây, đây bà con thấy đây, ghép chui duy như thế thì nó đã lành lặn hẳn rồi nè. Cây như thế này thì trồng thì cũng được nghe bà con, nó là lành lặn hẳn luôn, nó không còn mà hở ha. Này lành hẳn rồi, cho nên bà con cứ an tâm về chất lượng cây giống bên Thế giới cây giống chi nhánh Cây Lại ha. Rồi nếu bà con nào mà muốn sở hữu cái cây giống nhãn Hồng Phúc hay nhãn siêu trái này á, cứ để lại số điện thoại hoặc liên hệ ngay số hotline đang hiện trên màn hình, đó là 0845664499. Bên mình sẽ có nhân viên gọi lại tư vấn cho bà con. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bà con những đoạn video lần sau.